Bộ trưởng Bộ lạc quan là đây, bị mời lên đồn nộp phạt những cô gái vẫn phải mượn mũ của chú công an để làm điều này. Anh cho em mượn cái mũ được không anh? Ừ, cho mượn thoải mái. Thế anh, sợ đây thì em xin nhá. Được rồi, 22 tháng 12. Nhớ thương có đội không? Em giờ trên đây. Đây, đây, cái phim. Em đội này đã đúng cho anh. Xin không anh? Thế anh bước cho em 100 nhé. Chịu. Nếu em là con rắn anh có bước cho em không? Là con rắn rồi. Thực sự hôm nay ngày đầu tiên mình về nước chơi, bạn mình cho mình quả. Thôi em bước cho em 100 đi anh. Thế thì mà nếu mà em đội cái này xong em up lên TikTok có bị phạt không anh? Không sao cả, nhưng mà đừng có xuyên tạc ra ghép hình tìm thôi. Nhìn có xinh không anh? Được, xinh. Thế bớt cho em 100 đi anh. Em nói thật đấy.